Nếu anh em đang muốn thử vận may nhận ngay nick VIP, ok, hãy đến với shop akmisu.com, shop cho bán nick verified uy tín chất lượng. Đường link của shop thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em nhé. Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì video tiếp theo ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhận quà ngày 1 tháng 3 nhá. Và chúng ta thức tỉnh cái nhân vật Kelly nhá. Đấy, đặc biệt là trong ngày hôm nay ấy, khi mà chúng ta chơi những cái trận đấu nhá, chúng ta sẽ được nhân 3 kinh nghiệm, nhân 3 vàng và nhân 3 cái mảnh nhân vật nhá. Đấy, rất là phê. Nên là nếu mà chúng ta chơi ấy, chúng ta sẽ chơi thật nhiều nhá. Nhưng mà cái giới hạn chúng ta tăng vàng ấy chỉ là 1.800 vàng thôi nhá. Nói chung là chúng ta chơi thì chúng ta sẽ được nhân 3 cái mảnh nhân vật và nhân 3 kinh nghiệm nhá. Đấy, nói chung là cũng rất là phê nhá anh em. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái thức tỉnh nhân vật Kelly nhá. Ở đây khi mà chúng ta muốn thức tỉnh ấy, chúng ta sẽ nhấn vào cái phần nhân vật nhá. Nói chung là chúng ta muốn thức tỉnh thì chúng ta phải sở hữu nhân vật Kelly nhá. Đấy. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ thay đổi sang nhân vật Kelly nhá anh em. Ở đây thì khi mà chúng ta chọn vào nhân vật Kelly ấy, chúng ta sẽ có một cái phần đó là thức tỉnh nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có 4 nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên thì chúng ta sẽ chạy tổng cộng 600 km. Tiếp theo là chúng ta sẽ hạ gục 200 kẻ địch nhá, đạt bô ra 20 lần. Và chúng ta sẽ ghép đội với bạn bè ấy, hoàn thành 100 trận nhá. Nói chung là 4 nhiệm vụ này ấy không phải là nhiệm vụ khó nhá, nhưng mà nếu mà chúng ta cày thì rất là lâu nhá anh em. Đấy. Và khi mà chúng ta cày xong thì chúng ta sẽ có một gói Kelly tia chớp nhá. Thì nói chung cái gói này ấy rất là đẹp luôn anh em, nên là nếu mà chúng ta cày thì cũng không uổng phí nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái mảnh thức tỉnh. Và cái mảnh này ấy, chúng ta sẽ dùng để chúng ta nâng cấp cái level của nhân vật Kelly tia chớp nhá. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có 4 level anh em. Ok, và nói chung là 4 cái nhiệm vụ này ấy, chắc có lẽ là anh em cày thì cũng phải mất khoảng vài ngày chúng ta mới xong nhá. Ở đây là những em nào ấy, chúng ta siêng cày thôi. Và những bạn nào mà chúng ta không siêng cày ấy, chắc có lẽ là rất lâu nhá. Và tiếp theo thì chúng ta đến với thẻ vô cực mùa mới nha anh em. Đấy. Ở đây thì cái thẻ vô cực ấy mang chủ đề là ngày sinh tồn nha anh em. Ok, và sau đây thì chúng ta sẽ xem hết cái trailer nhá, để xem nó có đẹp không nha anh em. Này ấy, nếu mà chúng ta cày thì chúng ta sẽ nhận được 2 cái mảnh thức tỉnh nha. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một số những cái sự kiện ở server chúng ta ngày hôm nay nha. Đầu tiên khi mà chúng ta đăng nhập vào ngày hôm nay ấy, chúng ta sẽ nhận được một cái ba lô nha anh em. Ở đây thì mình cũng sẽ nhận quà luôn nha. Đấy, vậy là chúng ta đã nhận được một cái ba lô rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với đăng nhập nhận đầu lâu nha. Khi mà chúng ta đăng nhập vào ngày hôm nay ấy, chúng ta sẽ nhận được 2 đầu lô vàng luôn nha anh em. Và khi mà chúng ta nhận cái đầu lâu xong thì chúng ta sẽ tham gia cái sự kiện. Ở đây là của máy sinh tồn nha. Ok, và đây là cái giao diện. Tự nhiên đang nói mà có ai mời anh em. Đấy, ở đây là cái giao diện của sự kiện của máy sinh tồn nha. Và khi mà chúng ta vào trong đây ấy, chúng ta sẽ nạp cái đầu lâu nha. Và tiếp theo ở bên phía tay phải ấy, chúng ta sẽ dùng cái đầu lâu vàng để chúng ta quay anh em. Ở đây thì khi mà chúng ta quay ấy, chúng ta chỉ trúng cái gói trang phục nữ hoàng sinh tồn ấy trong vòng 14 ngày thôi. Chúng ta chỉ có thời gian thử trong 14 ngày thôi nha anh em, không phải là vĩnh viễn đâu nha. Ok, và nói chung là chúng ta cứ vào và chúng ta quay thôi.
Ở đây thì mình quay trúng cái quần ấy. Tiếp theo thì chúng ta trúng cái giày nữ hoàng sinh tồn. Ok, vậy là mình hết cái đầu lô vàng để chúng ta quay rồi. Nói chung là chúng ta cứ vào và chúng ta quay như bình thường thôi. Ok, tiếp theo thì chúng ta có thể quy đổi cái gói ông trùm tận thế ấy. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng những cái đầu lâu nhá, để chúng ta đổi anh em. Vì dạo gần đây thì mình cũng khá ít cày game ấy, nên là mình có khá là ít đầu lâu. Ở đây thì mình sẽ đổi sang cái đầu nhá. Và sau khi đổi xong ấy, chúng ta sẽ trang bị luôn anh em. Đấy, nói chung là cứ đổi xong chúng ta trang bị luôn mấy chất nhá. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhận các hòm sắt độc quyền nhá. Đấy, và đây là một số những cái sự kiện mới ở server chúng ta ngày hôm nay thôi. Anh em xem thì nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp cho mình nhá. Ok, thì chắc có lẽ video của mình cũng kết thúc ấy thôi. Nói chung là có cái đầu mới ấy, nhìn cũng khá là hay nhá. Đấy, nhìn khá là buồn cười luôn anh em. Ok, thì video của mình cũng kết thúc ấy thôi. Anh em xem thì nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp cho mình nhá. Và bye bye anh em.